À đây là cái nội bộ ban làm việc ở trong tổ đình hộ pháp chúng ta quý vị. Chắc là tất cả những gương mặt này quý Phật tử khi coi qua thì thấy rất là quen. Tại vì những gương mặt này cũng rất nổi tiếng. Lên hình ảnh cũng nhiều ha. Khi bị về chùa thì đều thấy các cô rất là dễ thương, hiền hậu, nhã nhặn, lễ phép, dịu dàng, đàng hoàng, ít nói, niệm Phật nhiều, tính nết, nhu mì, lo làm, ít bao giờ tranh cãi. Nghĩa là nhờ vậy đó mà sắc diện cô nào cũng sáng sủa đẹp. Bữa nay ngồi ngay cái phòng này thì chắc đèn nó hơi tối, nó không biết quay các cô có đẹp như thở nào không ha. Nên từ nơi đó mà những đức thường nói á, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ quý vị. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Thấy không? Cười là viên thuốc để trị bệnh buồn. Mà buồn là chiêu cảm khổ đau. Ồ, ghê không? Cười là viên thuốc trị bệnh buồn. Mà buồn là chiêu cảm khổ đau. Thấy không? Khi mình mà buồn á nghe, là con người mình ghê lắm. Thì chú cứ quay mấy câu đi nghe. Đứng nói chuyện. Do thoải mái. Khi mấy cô mà buồn rồi đó là mấy cô biết rằng là có nghĩa là cảnh giới này ghê gớm lắm. Nó không đơn giản chút nào. Thấy chưa? Có nghĩa là khi chúng ta mà bực bội mà buồn lên thì trái đất này giống như sụp đổ. Kinh lắm mấy cô à. Bây giờ những đứa hỏi mấy cô là mấy cô muốn cứu quả đi cầu này không? Muốn thì phải làm sao? Niệm Phật và phải biết cười. Hiểu không? Chứ niệm Phật mà niệm cái kiểu mà hay là Phật. Niệm Phật là cái tâm trạng của người phải vui. Thấy không? Mình niệm Phật rồi mình phải phát một cái tâm phục vụ chúng sanh nhiệt tình. Hết lòng, hết dạ. Mà vì tất cả chúng sanh. Thấy không? Đó. Như vậy thì mới cứu quả địa cầu này. Nên nhà khoa học ta nói ăn chay cứu quả địa cầu. Mình đã ăn chay trường rồi. Mà mình còn nghe pháp, mình còn tu cầu giải thoát, mình còn phục vụ chúng sanh không có điều kiện. Ví dụ như mình ngoài đời mình phục vụ chúng sanh là mình có điều kiện là lãnh lương, đúng không? Còn đây mình phục vụ chúng sanh mình không lãnh lương, đó là phục vụ vô điều kiện. Mà con người mà làm việc này là làm cái công việc thiện nguyện, nó rất là an lạc, nó rất là tự tại. Cái tâm này đặc biệt lắm. Nên tự nhiên á, mình chạy xe ngoài đường mình thấy á, nó có một cái từ trường nặng nề lắm nghe. Mà mình vừa vô tới chùa mình mà mình vào cái hoàn cảnh mình ngồi chung với nhau, mình thấy nó bình an. Tại vì sao? Vì ai ngồi đây cũng là những con người vui vẻ an lạc, không có buồn giận ai để trong tâm. Đúng không? Chứ mình buồn giận người để trong tâm là người mình thua. Nên mỗi ngày vui là trị bệnh buồn. Còn mình mà buồn là tất cả cái buồn đều chiêu cảm về chỗ mình. Nhớ nghe. Buồn là tất cả buồn sẽ chiêu cảm đến với mình. Thí dụ như khi mình vui đi, mình nhìn hoa đi sẽ hoàn toàn khác. Khi mình buồn mình nhìn hoa hoàn toàn khác. Khi mình vui đi, mình nhìn hoa đi, mình nói mày mày chết cho tao. Mình bức hoa. Rồi mình luyện hoa. Mình tàn phá hoa. Thấy không? Và khi mình vui rồi đó là bắt đầu mình nhìn hoa mình nói
hoa đẹp quá, hoa dễ thương hoa, đúng không? Bây giờ mấy cô cứ kiểm cái tâm khi sân hận và tâm an lạc đi, rồi sẽ biết. Khi mấy cô mà sân hận cũng là món đồ ăn đó, nhưng hoàn toàn sẽ dùng món đồ ăn đó không có mỹ vị và rất mau đói. Còn khi mấy cô vui thì cũng là món đồ ăn đó, nhưng mà mấy cô ăn nó sẽ có tích tụ nguồn năng lượng rất là cao, thấy không? Còn buồn là ăn thành chất độc. Nên có người mà thường buồn là ăn thành độc hết, ăn thành độc dược hết. Có người mà vui vẻ đó nghe, là bệnh nó cũng sẽ tự hết. Mấy cô thấy nguyên một tuần lễ những đứa bị đau cổ mà sao những đứa nói chuyện hoài. Hồi nãy đi trên xe những đứa nói với mấy chú, cái cần cổ những đứa sau này nó thành cái cần cổ gì biết không? Cần cổ kim cán. Kim cang bên nó lột, thấy không? Mấy cô ghi lại Quan Âm mấy, mấy cô nhớ cái danh hiệu không? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm, thấy không? Hải Triều Âm, cái âm thanh vang dội, biết chưa? Đó, nên liền cần cổ. Thí dụ như con người mình đi, khi mình yếu, thấy không? Nhưng mà mình liền mình trong cái khổ giết mình, không có yếu nữa. Con người thường buồn, liền mình trong cái buồn giết hết buồn. Liền trong cái buồn là gì? Là mình không chịu thua cái buồn, là mình phát triển niềm vui, là tự nhiên giết hết buồn chứ sao. Thí dụ như người ta có gầy la, người ta quở trách mình, điều đó tốt, rèn luyện mình trở thành con người có năng lực. Còn việc gì nó đã qua là nó qua, chúng ta hãy phấn đấu lên, vì thì đặc biệt quá, đúng không? Nên mỗi một con người mình sống á, nên có sự phấn đấu của nội tâm. Thì các cô đặc biệt lắm, các cô đều là những hành giả của Như Lai. À, thí dụ như bây giờ nhà Đức chia sẻ Phật Pháp nhờ mấy cô nấu ăn. Bây giờ mấy cô nấu ăn cho người ta ăn, phục vụ, lo cho người ta ăn uống, thì ta lên ta nghe Pháp, nghe Pháp xong xuống ăn. Còn nếu không có mấy cô nấu ăn, rồi người ta tu xong, nghe Pháp xong, ta đói bụng sao ta chịu nổi. Mấy cô là những con người phục vụ Tam Bảo, là những hành giả của Như Lai, để dẫn dắt chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đâu đơn giản đâu. Đây, hành giả Như Lai nhỏ bé, chùa mình đầy đủ hết trơn. Một đứa bé nhỏ cũng hành giả của Như Lai. Nó nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta ngồi trong đây, mấy cô thấy có những cô cũng đã từng có gia đình có con, giờ có những cô thì mình chưa có gia đình gì hết, chưa có con, đúng không? Thì bây giờ mình ngồi chung trong đây, mình thấy mình hạnh phúc vô cùng khi được mình được phục vụ Tam Bảo, phục vụ chúng sanh. Một ngày nay chủ nhật bao nhiêu con người về đây nghe Pháp, tu hành, niệm Phật, mình phục vụ người ta là đang cúng dường chư Phật chứ gì. Vì tương lai những người này đi làm Phật, mấy cô phải nhìn ra cái ý nghĩa đó, thấy không? Thì tự nhiên cái việc làm mình đặc biệt lắm. Như nãy như Đức kể câu chuyện, thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ví dụ gia đình của mình không ai tu hết chứ, thì Phật nói rằng ví dụ như một cái rừng cây Y Lan. Đất nước Ấn Độ có một khu rừng gọi là rừng cây Y Lan, mà cái cây này nó thúi không tưởng tượng được. Ai mà bước vô cái khu rừng đó là người đó không còn sống sót chở gì nha. Vì biết sao không? Vì nó thúi quá, mình chịu không nổi, cuối cùng chết queo luôn. Người ta hỏi vì sao vô khu rừng đó là chết, nó nói thúi quá mà chết. Người ta tưởng nó vô khu rừng đó là cọp sói hay là bẫy rập để người ta chết. Nhưng mà sau này người ta nói rõ ràng ra là khu rừng đó do thúi quá mà vô đó là chết hết, thúi chịu không nổi. Thì Phật nói rằng là những con người không tu thì họ ác cũng như là cái mùi thúi của cây Y Lan, ghê không? Nhưng mà trong khu rừng cây Y Lan kia lại mọc ra một cây chiên đàn, thì giống như cả gia đình mình không biết tu,
thì là một khu rừng y lan hôi thối. Nhưng mà trong gia đình mình lại mọc ra một cái cây chiên đàn là có một người đi tu. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng một người thành tựu củ quyền thăng. Thì bây giờ các cô đi tu là một cây chiên đàn đang mọc ra trong khu rừng y lan hôi thối. Mà một cây chiên đàn này có thể chuyển cả một khu rừng y lan hôi thối trở thành một mùi thơm. Một cây chiên đàn thôi mà mọc lên giữa một khu rừng bát ngát, một mùi hôi thối xông tỏa cả chúng sanh bị ảnh hưởng. Bây giờ mấy cô cứ nghĩ đi, nguyên một cái dòng tộc của Đức Phật chỉ có Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật thôi. Bây giờ nhân sinh thờ đó chưa ai biết Phật pháp, nhưng mà mọc ra một cây chiên đàn là Đức Phật, phải chuyển cả chúng sanh không? Đúng không? Nên cái mùi thơm của chiên đàn gọi là mùi thơm của người tu đức hạnh, chuyển đổi cả gia đạo mình không biết tu. Chính bản thân người Đức thấy rõ ràng, gia đình những Đức có ai biết tu đâu. Nhưng mà bây giờ gia đình những Đức từ anh chị em dòng họ, cô chú mợ dì bác đều biết niệm Phật hết trơn. Niệm nhiều niệm ít cái chuyện của họ, nhưng họ đã từng đến đây và đã từng niệm Phật niệm Quan Âm, đã biết tu hết rồi, gieo duyên hết rồi, đúng không? Và chòm xóm láng giềng, nam nữ bé xíu đều đã từng đến chùa mình, không? Đó rõ ràng không? Một người đi tu mà giúp cho quá trời nhiều người biết tu. Đấy, ý nghĩa chưa? Còn các cô ở đây từ từ rồi dòng họ bà con chòm xóm chỉ đến thăm lơm các cô, rồi họ sẽ bị ảnh hưởng Phật pháp. Thấy không? Ảnh hưởng chứ gì? Đó. Ví dụ như giờ cô thoát cũng có ở đây cô tu, thì thằng con trai độc nhất của cô nó cũng vào nó tu còn cái gì, đúng không? Đó, rõ ràng không? Rồi mẹ cô đến tu, rồi dòng họ chồm sớm vô tu, còn cái gì nữa, đúng không? Rồi giờ cô Liên Minh ở đây cô tu, rồi mẹ cô tu, rồi con gái đẹp nhất của cô tu, đúng không? Đó, mấy cậu thấy không? Rõ ràng là mình chỉ cần trong gia đình có người đi tu là dòng họ mình sẽ đến. Mình cứ lo tu đi. Mình chân thật mình lo mình tu đi, tự nhiên ta sẽ đến tìm mình. Mình không nghĩ ngợi gì hết nhưng mà ta sẽ tìm đến. Vì người ta nghĩ rằng tại sao nó đi tu không nghe tin tức, tức quá trời tức. Tôi tìm đến đây tôi coi có cái gì ở đây mà nó không về. Và cuối cùng người ta tìm đến, nó thấy mình vui quá dính luôn, thấy không? Nên mình điện thoại mình gỡ lời thăm này kia là người ta sẽ không đến. Mình phải im gu luôn, không nghe tin tức gì thì người ta tức người ta mới đến. Chứ thì sao? Tức quá đến. Đến thì lúc đó người ta vừa thấy mình. Đúng không? Thấy mình á, thấy mình vui á. Ví dụ Liên Đình bây giờ đi, cha mẹ nhỏ xíu mà sanh ra Liên Đình bây giờ bự. Những Đức nói bây giờ mà như tướng đá của Liên Đình á, có thể ẩm cha mẹ hai bên. Nó thiệt á, một tay cầm cha, một tay cầm mẹ, gánh cha mẹ đi, giáp hòn núi tu di. Cô coi, nếu mà Liên Đình mà không đi tu làm gì có được một cái tướng trượng phu như vậy, một cái tướng đô con như vậy, đúng không? Bây giờ mà cái khi mà không đi tu ngoài đời chừng có chồng mà gặp ngay cái thằng chồng nhỏ xíu con, hiểu chưa? Không mà thường là ngộ vậy đó, cái người mà bự con có chồng là chồng nhỏ xíu à. Hồi xưa giờ như Đức thấy nhiều lắm, như cô gì 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 của
Diệu Đan. Bà bự đâu có bự hơn Liên Đình, như ông chồng của bà nhỏ bằng ngón tay út. À, anh Ba Sum á, nhỏ xíu à, nhỏ xíu con à. Tờ ô, ổng mà đi với bà là ổng không có dính miếng nắng. Tại bà bự quá, bà che ổng không có nắng luôn. Còn thời tiết mà lạnh, gió thổi nhiều, ổng đi với bà là sau lưng ổng không có không khí luôn. Tại bà cản gió hết luôn. Nghe ghê thì thấy không? Nên mình thấy không? Mình nhờ đi tu nên mới mấy cô này không tướng tá từ từ nó nổi lên giống đàn ông. Đầu cổ nó nhọn quét. Tướng gì đâu mà bự, đầu bà nào bà nấy bự còn hơn cái gì. Không, vậy Đức nói mấy cô nghe, mấy cô đi tu mấy cô đã nổi tướng trượng phu rồi đó, chứ không có giỡn đâu. Đó. Chứ không phải là một nữ nhi yếu đuối như ngày xưa đâu. Chứ thì sao? Ngày xưa mà mình thì mình để ý nè, mình ngoài đời đi, ví dụ như mình đi là, ví dụ như đúng không? Không, đi mà nẹo ẹo ẹo đó cô. Mình đi bình thường đâu có chịu đi bình thường đâu cô. Đâu phải như bây giờ mới kiểu như mà, đâu phải như bây giờ mới kiểu mà. Đâu phải đâu, mà ngày xưa mình ngoài đời là mình như thế nào, bản đồ là mình ủng a ủng ẹo đi đúng không, điệu đàn mà gặp mà nó có mông đồ nữa thì đi kinh khủng lắm, không phải giỡn đâu nghe. Chứ bây giờ đâu, còn gặp mà ngồi xe thì bây giờ ví dụ như mình ngồi xe Honda đi, mình ngồi bình thường lắm, bình thường lắm. Còn ngày xưa mình đâu có chịu vậy đâu, đúng không? Ngồi xe toàn là gì thôi. Nên từ nơi đó thấy không, tướng đó gọi là tướng nữ nhi, nên nó điệu đàn chảnh chẹ ba lá hẹ. Còn bây giờ mình đã là đàn ông rồi, đi đâu phải là như người nữ ngày xưa. Ví dụ như Bây giờ bước đi của mình, bây giờ mấy cô ấy là mình là bây giờ là ti nữ, nhưng mà mình là đổi tướng đàn ông, mình phục vụ chúng sanh đi. Đúng không? Tướng đàn ông mà, đúng không? Đúng không? Thấy không? Tướng đàn ông mạnh mẽ, chứ mình không có yếu đuối nữa. Nhớ không? Nè, hồi xưa ví dụ như mình gặp nam đồ mình e thẹn. À, đúng không? Bây giờ mình gặp người nam đến chùa tu, mình tự nhiên bưng đồ ăn đồ ra hỏi: "Chú ăn gì chưa chú?" "Dạ thưa cô chưa." "À vậy ngồi đợi một chút, đem đồ ăn ra cho ăn." Xong mình bưng đồ ăn ra mình nói: "Nè chú ăn đi, cô uống nước qua đây uống nha, hết cơm lại đây bớt." Không, mình mạnh mẽ đó không. Còn ngày xưa mà mình ví dụ như mình còn là người nữ nhi yếu đuối, tự nhiên mình gặp đàn ông gặp nam rồi tự nhiên mình bưng đồ ăn ra. "Ăn gì chưa?" Thấy không? "Ăn cái gì chưa vậy?" Thấy không? Rồi xong á mình ngồi đâu cái đầu mình gặp nam mình yếu điệu, mình làm nè. Này rồi nè. Yếu điệu phải không?
mà rồi á, ngộ lắm, thấy không? Bây giờ mình á là người trượng phu, một người mạnh mẽ, đệ tử của Như Lai, tu hành mục tiêu là cầu giải thoát, đúng không Liên Đình? Mạnh mẽ lên, thấy không? Bây giờ mấy cô ai trong đời này mình muốn gì cực lạc đưa tay coi. Đúng rồi, chúc mừng những bậc trượng phu. Nên các cô á, các cô phát tâm mạnh mẽ gì cuộc đời những đứa tu nha, những đứa có gặp sự cố trở ngại gì những đứa cũng nhẫn được. Giống những đứa đưa lên cái kế hoạch cho cuộc đời mình là gì, đời của mình bây giờ là nhẫn hết tất cả những gì trở ngại với mình, nhẫn hết vì chúng, vì các cụ, vì các cô, vì các thầy, các chú, nhẫn hết, chịu đựng được hết, quyết định đi đến cuối đời. Không, chỉ là đặc biệt rồi đúng không? Tại giờ phương pháp tu mình nắm được hết rồi. Nè, phương pháp tu rồi mình nắm hết rồi, cách tu, cách sống mình hiểu hết rồi, hiểu không? Bây giờ là trên con đường đi này mình còn nhẫn được hay không? Nhẫn cái gì, gặp sự trở ngại, bị châm chích, bị thay đổi tư tưởng sao sao, mình đều duy trì được là vì sao? Vì mình hiểu rồi, nên mình không bao giờ mà bị ảnh hưởng. Tại vì sao? Vì chúng sanh. Mấy cô hãy vì chúng sanh là cái gì mấy cô làm cũng được. Còn mình vì mình là phiền não dữ lắm. Nó bây giờ những đức nó là tu với từ mở tâm lượng ra. Cái tâm con người mình không có bị phiền não, cái này cái kia chắc chứa trong lòng. Nên mấy cô đi với những đức trên con đường này, những đức mong mấy cô, chúng ta thấy ý nghĩa quá trời luôn. Bây giờ ngoài đời mình có giàu mình cũng không làm được việc này đâu. Hồi sáng có con bé đó 26 tuổi nó xin vô tu, xin vô ở tu luôn. Nữa nó vô mấy cô cũng quen mà. Nó nghe nhà đức giảng cái nó quyết tâm đi tu luôn, mà đang làm việc rồi. Công ty đồ này kia, giờ quyết định đi tu. Nó bây giờ về sắp xếp trong vòng nửa tháng. Như Đức nói sắp xếp trong vòng nửa tháng đó, phải kiên nhẫn, quyết tâm. Đã quyết định đi tu, khoan nói vòng do. Hãy tính trước trong tâm mình. Rồi ngoài đời cái gì giải quyết xong hết. Thấy không? Thiếu nợ ai trả, làm ai buồn lợi xin lỗi người ta. Như Đức nói lợi xin lỗi người ta khi mình làm ta buồn. Xin lỗi, tôi có lỗi. Hiểu không? Xin lỗi anh ta. Xong cái gì mình cần nói, khoan dung tha thứ mình nói hết đi. Rồi bạn bè đồ mình cần đãi nó ăn cái gì, đồ chay đãi nó hết đi. Rồi mình đi tu. Tự nhiên nó mang một cái dấu ấn trong lòng, mình đi tu. Như Đức nói nó vậy, đừng có nói với người ta là mình đi tu, mà tự nhiên hành động mình thấy lạ quá. Nó nên từ nơi đó mà những Đức nói rằng mừng cho mấy cô mình gặp được Tam Bảo. Có nhiều cô còn trẻ mà mình được tu hành, mình đang sống với ngày tháng quá ý nghĩa, đúng không các cô? Mấy cô thấy rằng những đức cả ngày chạy đôn chạy đáo mà còn làm hài cho mấy cô cười, thấy chưa? Đó là gì? Muốn đem tiếng cười cho người khác. Ngoài đời mà cỡ những đức thì không phải tầm thường một danh hài đơn giản đâu. Vô cũng live show này tiền lắm. Nhưng mà mấy cô bây giờ không có tốn một cát mà mấy cô được giữ cái la show trực tiếp. Đúng không? Đó. Ông thầy ổng nói chuyện cho mình vui để cho ban phục vụ ai cũng vui. Ví dụ như gương mặt mấy cô tươi vui, mấy cô phục vụ người ta ai cũng thấy thích. Chứ bây giờ mấy cô mang bộ mặt như cái mền mấy cô phục vụ người ta, ai vừa bụng, mấy cô bưng đồ ăn ra mấy cô ăn đi. Lỡ hoài. Mệt ghê luôn. Vừa nấu tô mì chưa kịp ăn nữa. Cái lợ. Mì nở hết rồi kìa. Hiểu không? Vậy thì bây giờ mình mang cái tâm gì phục vụ người ta làm sao mà được. Nên từ nơi đó mà luôn luôn vui để phục vụ chúng sanh. Nhớ, đời mình tu phước tu duyên vì chúng sanh. Cứ cái tâm đó đi, Phật thương mình. Phật thương mấy cô lắm á. Thấy mấy cô nhiệt tình, Phật thương đứa nít này nữa nè. Tại vì nó nhỏ mà nó trong chùa nó tu. Thấy không? Nên từ nơi đó tất cả các cô nhớ nè, cái nghiệp bệnh hoạn gì nó cũng sáng hết. Nó hết, yên tâm đi. Quả báo tam đồ trả qua báo thế gian, mấy cô kiên trì mà tu. Cái gì nó cũng qua. Cái gì nó cũng qua chứ.
đó. Miễn làm sao mà mỗi ngày mình sống vui, cái tâm trạng vui đó, quan trọng cái tâm trạng nè, tâm trạng này nè, hiểu không? Đừng có mang bộ mặt nặng nề mà sống, thấy chưa? Mang bộ mặt vui vẻ mà sống, vì cuộc đời này nó quá nhiều cái khổ rồi. Hồi nãy như Đức coi công đoạn mà bão tố cuồng phong, nó sập nhà, sập cửa, nó đập banh hết. Thì như Đức ngồi nói chuyện với mấy chú, như Đức nói nè, mấy chú, tâm tham là phát triển về nước. Mấy cô tham ăn phải chảy nước miếng không? Đúng không? Lòng tham cực điểm thì nước trào dâng, săn hạn thành lửa. Người săn hạn quá nên thời tiết nóng nực, làm quả đi cầu bị hư hoại. Tâm bất bình là không vừa lòng không vừa ý. Sống với nhau mà không vừa lòng không vừa ý là chiêu cảm động đắc. Mấy cô muốn nhà này bình yên không? Muốn thì làm sao? Hòa thuận. Còn mang cái tâm bất bình không vừa lòng không vừa ý, có ngày ngủ nửa đêm nó sập nhà mà chết. Ở trên nó đè ở dưới dẹp lép, hiểu chưa? Tâm bất bình sụp đất, tâm ngu si gió bão. Thấy cô thấy không? Ví dụ như một cái cây đẹp, đúng không? Tự nhiên gió bão, bây giờ cái cây nó đang gì đẹp đúng không? Tự nhiên gió bão rồi nó sụ qua bên kia, cái cây sụ rồi cuối cùng cái cây gũ cái cây luôn. Mấy cô còn thấy đẹp không? Đó gọi là ngu si nên phá hoại hoàn cảnh. Gió bão ngu si phá hoại hoàn cảnh. Cách diễn đạt như Đức làm với cô dễ hiểu, thấy chưa? Nó, bây giờ một cái cây nó đang đẹp như tự nhiên gió thổi quạt qua quạt lại, quạt tới quạt lui, lá cây rụng sạch chùi lủi cái chống gốc cây là phải ngu si không? Hiểu không? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Bây giờ những Đức gì? Tai chân mắt mũi đầy đủ thì là một hoàn cảnh đang tự nhiên. Tự nhiên ngu si nó làm những Đức cái cuối cùng đi. Mấy cô thấy ngu si không? Thấy ngu si không? Đó, thì ngu si nên quẹo một bên. Nên từ nơi đó đó, ngu si chiêu cảm gió bão. Mấy cô mà không biết chánh tà, không biết thiện ác là ngu si, là chiêu cảm gió bão. Còn tâm bất bình có ngày nhà này sập á, tâm bất bình sụp đất. Nên mình vì thiên hạ, con người mình tham không còn bao nhiêu, nó giảm, săn hận giảm, ngu si giảm, bất bình giảm. Bằng cách nào? Niệm Phật. Niệm Phật, đúng không? Con bé 8 tuổi, gia đình nó chạy xe chở nó trên đường đèo. Đường đèo Đà Lạt thì nó đường cong quẹo mà, quẹo. Con bé nó giỡn, râm, rớt xuống đèo, râm. Mười mấy thước, bà nó nói mười mấy thước, xuống bồng nó lên, bồng lên, máu miệng ọc 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 lên mũi, máu chảy ra. Mẹ nó nói chắc nó chết, niệm Phật đưa tiễn nó đi về cực lạc, tái sinh tốt đẹp đi. Niệm Phật đưa vô bệnh viện, cứ đi trên con đường niệm Phật. Niệm Phật. Cuối cùng tới bệnh viện khỏe lại, đưa vô bệnh viện khám thử con bị nội thương không. Vô khám chảy xước chút, không bị nội thương gì hết, trở lại bình thường luôn. Hồi sáng mới gặp. Ghê không, cái công đức niệm Phật thù thắng chưa? Quá thù thắng, đúng không? Nên đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, niệm Phật. Còn cái ông này té xuống biển, trôi lang thang lang thang lang thang 4 ngày 4 đêm, sóng biển dập nhấp nhô sóng biển 4 ngày 4 đêm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi, con về con bỏ cái nghề đi biển. Vậy mà 4 ngày 4 đêm không chết, da mặt lột á, môi sức
mà không chết. Niệm Phật cảm ứng chuyển hóa nghiệp chướng. Chiếc xe 50 chỗ chạy vèo vèo vèo. Trong chiếc xe 50 chỗ có một người niệm Phật. Tự nhiên nghe, các ông tài xế nghe, có hai con ma nó nói, con hồn mà nói ma dễ hiểu. Nói vậy nè: lật xe đi, lật xe đi. Con ma kia nói: trong đây có một người niệm Phật, mày lật tội thấy mồ mày. Rồi ông tài xế vừa nghe một phát, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tai qua nạn khỏi ghê. Câu chuyện kể đó đang chết mạng. Nó. Nên từ nơi đó mình thấy niệm Phật cảm ứng thù thắng chưa. Con bé đeo cái máy niệm Phật, có hai con quỷ, một con mặt trắng, một con mặt đen. Con mặt đen bậm trợn đến: xô nó đi, xô. Con mặt trắng nói: đừng có sợ. Con mặt đen nói: sao mà không sợ? Nó niệm Phật. Rồi niệm Phật là xô có sao không? Con mặt trắng nói rằng: mày xô tội thấy mồ. Niệm Phật mà xô cái gì? Vì mà từ đó vì sao nhỏ nó siêng niệm Phật luôn. Thấy chưa? Những câu chuyện như Đức kể rất là vui, nhưng mà nó làm cho mình có động lực để nghe, để nhận thức được câu Phật hiệu thù thắng. Nên mấy cô nhớ cả đời niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cô tín nguyện kiên cố cả đời, khi cuối đời chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nhé. Hai giây đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.